Xin chào các anh chị, trong video này chúng ta sẽ thao tác chức năng phân ca nhân viên. Trên thanh menu, các anh chị vào phần chấm công, chọn phân ca nhân viên. Đây chính là danh sách những cái ca làm việc. Trong mỗi ca làm việc thì các anh chị thấy là có nút phân ca nhân viên. Thì chúng ta sẽ click vào nút này để phân ca cho những cái nhân viên theo những cái ca làm việc nhất định. Đây, chúng ta sẽ thêm mới những cái nhân viên. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn phòng ban là những cái phòng ban nào. Ví dụ như tôi chọn phòng marketing. Ở đây có phân loại là nhân viên đã phân ca và nhân viên chưa phân ca. Chúng ta sẽ chọn những nhân viên này và bấm chọn. Ở đây có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Sau khi các anh chị đã điền thông tin đầy đủ, các anh chị bấm lưu. Thì khi đó chúng ta đã phân ca thành công cho những cái nhân viên vừa rồi. Tiếp theo đó là phần xếp lịch. Thì với phần xếp lịch này, hệ thống sẽ liệt kê theo tuần. Và theo phòng ban. Trong mỗi phòng ban thì sẽ liệt kê cụ thể những cái nhân viên trong phòng ban. Chúng ta có thể thêm nhân viên cố định trong mỗi cái phòng ban. Đúng rồi. Hệ thống cũng sẽ liệt kê cho các anh chị biết là những cái nhân viên nào đã phân ca làm việc và những cái nhân viên nào chưa phân ca làm việc. Và cuối cùng đó là lịch làm việc cụ thể của mỗi nhân viên. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau.